Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 3 tháng 6 của Đô San Vina. Và trong bản tin DVTV ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để chia sẻ đến các bạn những mục tiêu tiên quyết về an toàn, cải tiến và chất lượng giúp Đô San Vina phát triển. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn, hiện nay nền kinh tế thế giới và trong nước đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp phải hạ mức tăng trưởng dự báo, nhưng với Đô San Vina vẫn không thay đổi mục tiêu ban đầu nhờ áp dụng chiến lược kiền ba chân một cách mạnh mẽ vào trong sản xuất và kinh doanh. Hơn 15 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, Đô San Vina đã từng bước khẳng định vị trí và vai trò của một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Các sản phẩm của công ty như thiết bị cho các nhà máy điện, cấu trục bóc dỡ container tại các cảng biển, thiết bị khử nước biển thành nước sinh hoạt, kết cấu thép và mô đun cho các nhà máy lọc hóa dầu và các công trình công nghiệp hiện nay đang có mặt tại 35 quốc gia trên toàn cầu, góp phần đưa danh tiếng của những sản phẩm Made in Việt Nam ra thị trường thế giới. Có được kết quả đó là cả một quá trình nỗ lực và làm việc của hàng ngàn người lao động, đặt dưới sự hướng dẫn và dẫn dắt của các lãnh đạo công ty và nhờ vào chiến lược kiền ba chân vững chắc. An toàn là trên hết. Là một công ty chuyên về công nghiệp nặng nên yếu tố an toàn luôn được Đô San Vina xem là mục tiêu tối thượng, được đặt trên cả mục tiêu lợi nhuận và chạy xuyên suốt trong mọi hoạt động tại Đô San Vina. Năm 2021, Đô San Vina đặt mục tiêu không tai nạn và đã áp dụng hàng loạt các cách thức và giải pháp để đạt được nó. Với nền tảng kiến thức AHS liên tục được đào tạo và đặc biệt đã trở thành thói quen, nên mỗi cá nhân đều là một nhân viên an toàn, luôn tự mình kiểm tra, giám sát chéo tại chỗ và khu vực xung quanh nơi mình sắp tiến hành công việc. Mặc dù vậy, hàng ngày luôn có nhân viên an toàn chuyên trách tuần tra, giám sát và ngoài ra còn có các tổ, nhóm tuần tra an toàn cơ sở theo chủ đề hàng tuần. Đồng thời, hàng quý, các lãnh đạo của công ty cũng tiến hành tuần tra nhằm đảm bảo mọi quy định an toàn đều được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Chính thói quen và ý thức an toàn cao đó của mỗi người lao động mà từ đầu năm đến nay, công ty chưa có một tai nạn an toàn nào xảy ra. Chất lượng là cốt lõi để tồn tại. Nhiều chuyên gia nhận định, chất lượng sản phẩm đang là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế và mở rộng trao đổi thương mại quốc tế của các doanh nghiệp. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2008 đến nay, Đô San Vina đã và đang sở hữu một hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều chứng nhận như ISO 9001-2015, ISO 3834-2006, EN 1090 và ASME SU U2 BBA. Ngoài an toàn thì chất lượng cũng được giám sát và kiểm tra chặt chẽ trong tất cả mọi công đoạn, từ khâu nhập vật liệu đến xuất hàng, để luôn cung ứng cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Một trong những minh chứng cho chất lượng của Đô San Vina chính là từng bước chinh phục được các thị trường khó tính nhất thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Hy Lạp, v.v. Cải tiến là phát triển. Một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công của mục tiêu không tai nạn đó chính là cải tiến. Trung bình, mỗi năm tại Đô San Vina có khoảng 620 cải tiến được sáng tạo và đưa vào áp dụng hiệu quả, giúp tăng cường an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe, giảm chi phí, giảm thời gian và nâng cao năng suất sản xuất, từ đó tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường. Xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng ngày càng cao, nên việc liên tục cải tiến có thể nói là một trong những yếu tố then chốt để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Những năm gần đây, công ty đẩy mạnh ứng dụng Internet vạn vật vào sản xuất, đã cho ra nhiều ứng dụng mang lại hiệu quả cao như robot để kiểm tra bên trong mối hàng, robot làm sạch bên trong đường ống có kích thước nhỏ, robot kiểm tra thử áp cho các sản phẩm lò hơi và bình bồn áp lực. Hiện nay, các kỹ sư Đô San Vina cũng đang phát triển thêm các loại robot di chuyển tự do và máy bay không người lái để kiểm tra bề mặt đường ống thử áp sau khi hoàn thành công đoạn chế tạo, v.v.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trưa nay của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, các bạn có thể truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V12N39. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.